Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái kèo Europe mới đến từ sàn giao dịch Probit Global. Và ở trong kèo này thì cũng sẽ là một cái kèo ăn chắc nhưng mà theo hình thức first come first serve, tức là chúng ta sẽ tham gia sớm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Và theo các cái thông tin bên admin ở bên Probit thì hiện tại thì pool thưởng vẫn còn đang còn khá là nhiều nên là anh em chúng ta có thể tham gia nhé. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhận được là 25 cái đồng token MTRX. Đây là một cái đồng coin chuẩn bị sẽ được mở bán IEO ở trên, nó hiện tại nó đang được mở bán IDO ở trên sàn giao dịch Probit Global. Và trong pool thưởng của chúng ta thì sẽ có là 180.000 cái đồng token này. Và thời gian sự kiện thì sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 cho đến khi hết cái pool thưởng này, hoặc là sau khi thời gian IDO, IEO kết thúc. Và phần thưởng thì sẽ được phân phối về cái tài khoản support của ví của cái sàn Probit Global cho bạn sau 14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện. Và đặc biệt thì sự kiện này sẽ dành cho cả người dùng mới và người dùng cũ thì các bạn đều có thể tham gia được. Nếu các bạn chưa có tài khoản Probit thì các bạn có thể đăng ký bằng đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó thì các bạn sẽ cần hoàn thành xác minh số điện thoại cũng như là KYC ở cấp 2 thì chúng ta sẽ có thể tham gia được cái sự kiện này. Đấy, thì với cái phần mà đăng ký tài khoản ấy thì mình đã có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết cách để các bạn có thể đăng ký xác minh tài khoản, thì các bạn có thể xem lại cái video cũ của mình nha. Đấy, và sau khi chúng ta đã có tài khoản Probit, đã xác minh số điện thoại KYC rồi thì chúng ta sẽ tiến hành làm các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn sẽ retweet và tag thẻ 3 hai người bạn vào cái bài viết được ghi ở đây. Thì đầu tiên là các bạn sẽ mở cái đường link, các bạn vào đường link thì các bạn sẽ mở ra và nó sẽ chuyển đến cái trang post mình đã post ở trong cái kênh Telegram CCA Channel. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành follow cái trang này. Đây là cái dự án của Metarix, một cái dự án kiểu thuộc dạng về Metaverse. Thì đây các bạn sẽ thả tin cũng như là các bạn sẽ retweet hoặc là quote tweet cái bài này. Đây thì mình quote tweet nha, quote tweet cũng được, retweet cũng được. Ok. Ở đây thì chúng ta còn có nhiệm vụ là phải tag thẻ hai bạn bè nữa. Đây thì mình sẽ copy hai cái bạn dưới này luôn. Đấy, anh em có thể không biết tag ai thì có thể tag mình vào nhé, hoặc là anh em có thể lấy ngẫu nhiên những cái người dưới ở cái phần bình luận ấy. Đấy, và chúng ta sẽ dán hai cái bạn vào. Đấy. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào tweet là xong. Tiếp theo đến với nhiệm vụ thứ hai, chúng ta sẽ theo dõi các cái kênh social của dự án cũng như là của Probit. Đầu tiên là cái trang social của dự án. Đấy, đó là cái trang Metatrix. Lúc nãy chúng ta vừa mới cái trang mà các bạn vừa retweet đây. Đấy, thì mình đã follow rồi. Tiếp theo là cái trang của Probit Global ở trên Twitter. Đấy, thì Probit là một trong những sàn giao dịch top về khối lượng cũng như là độ uy tín của nó thì anh em cũng không cần phải bàn cãi nữa. Đấy, về độ tín thì các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ join vào trang Telegram của cái dự án Metrix, rồi join vào cái nhóm chat của sàn Probit. Tiếp theo, cuối cùng, đó là nhiệm vụ thứ ba, đó là chúng ta sẽ mở cái form ra. Thì ở trong cái form này thì các bạn sẽ cần điền một số thông tin như là UID sàn Probit này, rồi là UID Twitter, rồi là UID Telegram. Ok, thì với UID Telegram thì các bạn sẽ vào phần profile, sau đó thì các bạn sẽ copy cái username của chúng ta. Sau khi các bạn copy xong ấy thì các bạn sẽ dán vào ở cái phần là Twitter ID. Và tương tự như vậy thì với Telegram thì các bạn cũng sẽ vào cái trang Tele, sau đó chúng ta sẽ lấy cái username. Còn đối với lấy cái username ở trên sàn Probit ấy thì các bạn sẽ đăng nhập này ở trên thiết bị di động, các bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng máy tính nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập và sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần trang của tôi. Ở đây thì các bạn click vào cái email của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ thấy có cái phần trang của tôi thì đây nó sẽ có các cái thông tin của bạn này. Thì đây các bạn sẽ thấy có một phần đó là UID thì các bạn sẽ sao chép cái phần này vào. Sau đó chúng ta dán vào ở trong cái form. Đấy, và cuối cùng các bạn nhấn vào phần gửi đi là chúng ta sẽ đã hoàn thành nhiệm vụ. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần đợi để hôm sau nó trả thưởng về ở trong cái ví spot cho chúng ta thôi. Hôm sau thì các bạn sẽ vào phần ví, vào phần số dư để chúng ta có thể kiểm tra được cái số dư trong ví. Ok, một sự kiện, nói chung là sự kiện này thì nó cũng khá là đơn giản cho anh em.
Ngoài ra thì sắp tới thì Robit sẽ có một cái buổi AMA ở trên Telegram với cả CCA Channel. Đấy, nên là anh em nào mà chúng ta muốn kiếm những cái phần thưởng hay là đặt câu hỏi thì các bạn có thể join vào cái group CCA Group cũng như là CCA Channel để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất về dự án. Còn nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.